Tuyết rơi làm ảnh hưởng đến giao thông tại Pháp và Bỉ. Tuyết rơi nặng trên toàn lãnh thổ của hai nước Pháp và Bỉ đã làm cho Eurostar phải ngừng các chuyến tàu ở châu Âu. Tại nhà ga Gare du Nord của Paris không có chuyến tàu nào chạy trong tình trạng thời tiết hiện tại. Miền Bắc nước Pháp được đặt dưới lệnh báo động màu cam là mức báo động cao thứ nhì. Eurostar nói rằng họ hy vọng có thể chạy vài chuyến tàu vào buổi chiều hôm nay, nhưng khuyến cáo hành khách nên ở nhà. Bà Monica tới Gare du Nord định đi London với gia đình, nói rằng khi tuyết rơi, thế giới đã ngừng hoạt động. Con đường nối liền eo biển giữa London và Bruxelles cũng đã bị ảnh hưởng. Những con đường xa lộ tại Bruxelles đã bị kẹt xe. Vùng Normandy bị ảnh hưởng nặng, đạt dưới mức báo động đỏ là mức cao nhất được dùng lần đầu tiên.